Lô. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi trưa xem livestream vui vẻ nha anh em ơi. Đây là buổi trực tiếp livestream nha anh em ơi. Trưa nay qua này Khải bận quá không live được cho anh em xem, nên là trưa nay Khải cố gắng dành ít thời gian để live buổi trưa cho anh em xem, hoạt động buổi trưa cho anh em xem. Cái gì anh em xem đừng quên ở lại cho là Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ vào trận đấu liên đấu đầu tiên. Để Khải coi thử hạng bao nhiêu cho anh em xem sơ qua nha. Đây, nói chung là Khải cũng hạng hai mấy nữa. Nói chung là đánh chắc tầm hôm nay mình cố gắng win hết thì chắc chắn lên hạng nữa nha anh em. Ok. Vô. Thì chắc chắn lên hạng nữa nha anh em. Vô mùa máu rồi nè. Nói chung là có nhiều anh em hỏi Khải sao không mang kháng hỏa. Vãi thiệt. Đồ của Khải là đồ mang đi đánh tống kim mà anh em. Đồ của Khải là đồ mang đi đánh tống kim. Thì kháng hỏa chỉ có 33 thôi anh em. Nếu mà Khải bỏ cái giày tống kim này ra, Khải bỏ giày tống kim này ra, Khải mang cái giày kháng hỏa vào, thì kháng hỏa Khải 5 mít anh em. 5 mít thì Khải đánh thiên nhẫn là vô tư anh em. Còn tầm này thì nó thiệt là vẫn cố gắng đánh anh em. Gặp thiên nhẫn thì vẫn cố gắng đánh thôi. Hôm trước bọn em được thiên nhẫn 101 cấp, 102 cấp anh em. Bình thường thôi mà. Chung là hello Tú Lê, hello Quang Lực Trần, hello Hoàng Hoàng, hello anh em nha. Hello anh em mới vào nha. Chúc anh em một buổi xem livestream vui vẻ nè em ơi. Trưa nay Khải tranh thủ thời gian lên sắp xếp livestream với anh em cho vui. Khải cái link livestream Khải vẫn đang livestream song song vừa fanpage và vừa trên kênh YouTube luôn nha anh em. Anh em có thể kích qua link fanpage với Khải Gaming và ủng hộ Khải một lượt view cũng như là một lượt thích nha anh em. Liên đấu đến 1 tiếng lận em, nhưng mà thôi tranh thủ thì cứ like cho anh em xem cho vui. Ok. Không biết gặp ai nha. Biết gặp ai, chưa biết gặp ai. Thành ba like nhé. Ok này. Gặp ai đây? In for you. Đường môn. Ok. Win. Em thấy không? Bách chúng hai thiên làm cái chất ngay với Khải thôi nè. Bách chúng hai thiên làm cái chất liền. Nói chung là phải tìm vị trí, ví dụ như là mình phải bắt được hai thiên la thì mình giật thêm cái bao vũ thì đường môn sẽ giờ chết hơn. Anh em xem đồ Khải cấp bao nhiêu đã quên. Khỏi ông kia cấp bao nhiêu đây. Cấp 98. Thing of Fire. Lượng đam Khải 11k, bên kia dính 15k. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục mua và chờ đợi tiếp trận đấu thứ hai nha anh em ơi. Nói chung là livestream Mi đó top 1 mà, Mi lên top 1 mà, nhìn là biết nó lên top 1 rồi. Anh em cứ bảo mình là sao gà thua nghe Mi, mình đéo hiểu luôn á. Mấy con nghe Mi này nó viết chết bà luôn, biết mình ăn nó sao ăn. Đúng không? Đéo hiểu. Không nghe Mi đâu đi là xác định này. Nó xác định nó lấy top mà nó đang hệ quả là nó thắng rồi. Đường môn mới hệ quả nhiều. Thiên vương nó cũng ăn nữa, nói chi. Thiên vương thì tùy. Đúng không? Nhiều anh em hôm qua mới thua cái một trận con nghe Mi 85 kim hò này. Má nhiều anh em bảo kêu má bực cà gà ngu đánh không lại nghe Mi thì bó tay ức chớ vãi lên. Mà hệ thổ đi liên đấu rất là ít. Đi nghe Mi mà mặc khu phòng thủ giờ này là mắc sắc mắc binh rồi. Nhồi máu cũng không được anh em ơi. Đến 10 phút lận thì Thiên Vương Bang không có trụ ram được. Bởi vì là Thiên Vương còn gặp hệ hỏa còn kết thì nghe Mi đâu gặp hệ thổ. Đúng rồi, nghe Mi lên tấm 1 chắc rồi. Nhiều anh em comment là bảo chú ý này chú nọ thấy ơ đầu. Cứ nghĩ là ảo tưởng sức mạnh á, đồ admin nói chứ nghe Mi. Nghe Mi bình thường thì ăn được chứ đồ nghe Mi viết chết ba. Ba món 15 phòng thủ, nón, bao tay, đai lưng, gia truyền 11 mà kháng tất cả nó. Phòng thủ nó 56. Châu như chó kêu giết được. Thôi xong, đồ gặp chúng Thiên Nguyên Bang thì mong to chết cụ rồi. Mẹ nó lại gặp Chu Lập nữa. Gặp chúng Thiên Nguyên Bang là chết rồi. We'll be right back.
Vậy chỉ cái câu giờ thôi, chứ còn giờ chú nói chung là Thiên Bang viết thì mình sợ, chứ còn đây không biết là có biết bơ ca hay không, chứ mình không biết. Thiên Bang viết thì sợ, còn Thiên Bang này thì đã coi cố gắng bơ ca thôi. Câu giờ thôi chứ biết sao giờ. Giờ mình thua kèo mà anh em. Ui da, đâu vậy? À, quýnh cả tí tê đít rồi. Ui, ui, tóc biến vãi liền. Mong to rồi ai, ui, thua. Nhà Thiên Bang là thiết thua rồi nè mày. Vãi thiệt, đồ tóc biến hai cái chất luôn, hay quá. Hồi đó hát live kinh khủng lắm, nhưng phải như bây giờ hát tiếng là thấy mệt giọng đâu. Hồi đó hát một ngày 30 tiếng lận. Hồi đó nuôi idol nữa mà. Hồi đó Khải là nhóm chính này, xong đầu là Khải cho bọn con gái á, cứ con gái nó like cứ đương tiếng là nó like. Khải nuôi khoảng tầm 10 con á, là cứ tiền lương gì là chia thôi, lương của người nào người đó hưởng thôi. Đúng rồi, hồi đó làm ca sĩ nói chung là ca sĩ mạng thôi. Nghe không ông, anh Khải nuôi 10 con cái nha, nuôi lấy thịt đó. Không, hồi đó nuôi để đi hát thôi. Nuôi hát sau thôi. Nuôi lấy thịt đó nha. Cái băng bỏng này chưa? Cái băng bỏng vậy cẩn thận nè mọi người, cẩn bỏng muốn chết. Đơn giản thôi nè. Bút chống phái nè. Bút chống phái nè. Cái bàn chỉ cần bút chống phái là banh những mình thôi nè. Bút chống phái nè. Hát cả lương à, vãi nè, xóa cả lương được. lập nhóm đi khóc đám ma, phải. Vãi thiệt, lập nhóm đi khóc đám ma. Ok, Hải Hoàng em ơi. Tối cái gì xong liên đấu tối lấy nha em. Thì ra anh Khải dắt gái dữ vậy hả? Đúng rồi, xưa dắt gái lắm anh em, nói chung là Khải nuôi đến mười mấy idol lận. Hồi đó là cũng livestream này nọ, mà hồi đó không có làm YouTube, hồi đó chỉ livestream trực tiếp không à. Không làm YouTube. Xong đến 2018 Khải mới bắt đầu làm YouTube anh em, 2018. Nay là được gần 4 năm rồi. Xấu tính mày giao bán ca dạng hả mày? Cuối 2017 là bắt đầu làm YouTube. Chứ hồi đó thì hát live mà, hát live trực tiếp nè. Blue Moon nè, Trần Đình Quang nè, là hát room 4 số 2 nè. Vậy? Còn ca sĩ Nam Anh nè, Mến Mến Atter là hát room hát room 7 gì? Room Nam Anh là 747 đúng rồi. Room của ca sĩ Nam Anh là 747. Còn quên ca sĩ, còn có một ca sĩ nữa. Nhắc anh em nhớ không? Anh em biết ca sĩ Lê Chí Trung không? Ca sĩ, nhạc sĩ Lê Chí Trung không? Cũng có kết bạn luôn nha. Lê Chí Trung, sư phụ Khải đấy, ca sĩ nhạc sĩ đó là sư phụ Khải đấy. Bao yêu thương có muôn ngàn ước mơ. Mình thất bại đó. Cái áo mua bằng tiền mà mày làm vậy. Cho em mượn đồ sức mạnh với kết bạc tay. Chúc em ơi. Evan này có anh Evan không Khải? Có chứ anh. Em mà sao thiếu được Evan anh? Anh Evan chứ. Rồi trước mắt thì cứ từ rao bán ạc thử như thế nào, ai mua hợp lý giá thì bán, còn không thì cứ đợi anh Evan thôi. Tại vì anh Evan nó còn tính thêm tiền vào chứ đâu phải không không đâu nè. Còn em nào muốn đỡ tự ăn thì em bán cho tự ăn luôn. Tại vì em có ạc vỏ đan rồi. Tầm này có ạc vỏ đan rồi nên là ạc này chuẩn bị sắp rao bán rồi. Mới trưa đây lên đảo đó mang đồ vô. Bật quạt lên cho ba coi con. Sao tắt vậy? Bật máy lạnh quá. Bật lên đi. Mau lên. Anh này chưa Evan em ơi. Đúng rồi, anh này chưa anh em ơi. Anh này em chưa anh. Còn 2-3 ngày nữa em anh. Đâm ra ba ạc trước đã. Anh Ngọc Bảo đồn nếp nè. Chưa à, chẳng cuối nha em ơi. Rồi chẳng cuối gặp ai đây. Rồi tắt hết việc cây này nổi sao đỡ là gì. Chết em. Mời tiếng nhạc lên nghe chơi nè. Nói chung là vô trận đấu thì Khải không có mở nhạc trẻ cho anh em nghe được. Ví dụ như những đoạn nhạc trẻ này tí nữa ra mà nó có dính bản quyền á thì Khải có thể xóa được. Mà nó xóa luôn cái video. Xóa luôn cái đoạn video đó. Nên là những đoạn đánh như thế này thì Khải không có mở nhạc trẻ được. Vá cái mấy mẹ.
Ừ, Khải ra mát này Nguyễn Thắng Minh ơi. Không biết bán rồi có anh em nào mua được hay không. Sợ giá cao quá sợ muốn nói. Thôi trước mắt cứ rao thôi, ai hợp tình hợp nghĩa thì bán thôi. Cái nỏ thì chắc là lấy nỏ thì bán rồi. Nỏ này đỡ lại cho anh em. Em có ạch giáo đang rồi đó, đó là em bán giải ạch này thôi. Nếu mà xin một bộ vô tình là sẽ có xài khai khoản cho em. Một con hát đại, ê da, thằng Thiếu Long Quyền lúc nãy nè. Một con tinh cầu, một con cầu. Thiếu Long Quyền lúc nãy nè. Ôi, Thiếu Long Quyền ơi, tôi gặp được một Thiên Dương mẹ. Làm thiệt đáng. Thiếu Long Quyền lúc nãy nè anh em, Thiếu Long Quyền lúc nãy thiện gặp nè. Ừ. Thôi thằng này Khải anh nói cho rồi. Đánh đấm gì. Coi lên đánh Thiếu Lâm này nè. Khải đâu có like. Có chứ, đăng like mà, sao không có. Thiếu Lâm Quyền này sao anh được Khải được. Qua like cho anh Khải để anh Khải bán cái nó. Không giờ anh đâu, đừng á. Gì nó tăng cái một điểm sư tử hóng mà đòi bắt mình, trời ơi. Anh này thua không, anh thua. Mấy đứa mình được đâu. Biết được. Mới vô mình xáy dòng mới đam rồi giờ mình câu đam anh như hết giờ anh em chắc chắn anh em luôn. Mà nó tăng cả La Hán nữa kìa anh. La Hán chứ cỡ đó. Có một điểm đâu có đủ điểm đánh là đánh đánh ma đâu. Thằng này anh chỉ cần anh dụ nó xuống ngựa là chết anh nghiền mà. Không xuống đâu. Không xuống thôi, xuống trên ngựa chạy thôi. Alo alo alo. Anh thấy đột tử được anh Khải ơi. Không đột tử được, nó có là hãng em ơi. Hãng chóng đều lắm. Còn này anh đam nó chắc rồi mà. Anh cần câu giờ anh mà cần người đánh nhiều. Với sợi dây chuyền anh nhá. Không mà bang luôn đi không? Cho nó lẹ. Thành giờ chắc cô. Đấy khi những cái tiền được. Kè vào đồng đốm đi ạ. Vậy kè vào đồng đốm. Ủa em mới mua hả? Ủa nó sấy đeo quá nè em. Này sấy đeo, sấy đeo ngoài đơn giản nè em. Ba củ ai? Cái còn 9 rồi. 8 luôn rồi. Đâu, anh event luôn rồi hả? Đâu, anh event 32. Ôi giời, nó đấm kìa. Má đâm đầu. Ủa, này á, thằng này nha, Khải đang nghĩ là một skin sư tử hóng này. Một skin sư tử hóng và mắt là hắn chặn. Đâu, đánh được nó đâu gờ nè, thấy không? Không anh. Anh có đồ chén không? Có chứ. Mặt chén một sư tử hóng không chén được anh đâu. Đúng rồi. Nhưng mà ý là anh đang cái lượng đam của nó khá là đâu. Anh quýnh vào nó anh phản đam mà. Quýnh vào nó đã phản đam đâu mà. Nhưng mà nãy giờ anh đang đam rồi à, anh không có thu đam nó đâu. Nhiều khi sấy nó độc tử luôn á. Trời ơi, quýnh vào nó ăn cái mất 200 máu vãi chưởng nè. Thằng này mắt là háng rồi. Chứ không phải như Thiếu Lâm trước. Ui quýnh vào nó bằng hai mất 200 máu vãi luôn. Quýnh vào nó một cái mất 200 máu anh em. Nó kiểu này có khi nó sấy mình chết đấy. Anh khoán cái áo kia đi. Hay áo kim.
Ôi, đau quá, đau quá quá. À được. Không, không, anh chuẩn bị dịch chuyển anh đang cùng con hơn. Ờ. Rồi khi mà cho anh bị mất 17 khoảng từ 10 tuổi. Ui, cái đo tay ngon thế. Mà ngon, yếm, đắt. Nhìn cái áo này của em ngon. Trời, quýnh cho nó khoảng trăm hạ, khoảng đam 200 máu. Đâu vậy? Ờ, cái này. Ác này giấu làm chợ, nên là chỉ đi lại. Quýnh cho nó đeo anh em ơi, anh em, ui, má phần đam đâu vãi chứ. Theo vậy khai báo là thành phần rồi. Hồi sáng anh cũng thấy. Ừ, đó thì có gì đâu. Mà em đều biết mà. Thì em mới nói trong cái máy anh đổi người thân này. Không phải. Hắc đó đó. Hắc đó mà mua là 33. Chưa có ngựa rồi, phải ăn cái vật lực ngựa khác rồi anh em ơi. 4 phút, 4 phút với lại còn 35 mình máu. Ôi, mấy phần đam đâu nè em ơi. Thằng này nó đánh từ đầu cuối nó không xuống ngựa luôn hả? Nó không xuống ngựa đâu. Rồi, thằng này nó đánh hàng long, mình nhìn nó dầm hàng long đâu vãi chướng. Nó lần là hắn là nó có điểm. Đúng rồi, nó đánh hàng long mà. Nó không đánh độc ma, đánh hàng long. Nó đánh hàng long. Đánh hàng lông rồi cho với mày luôn. Về Discord mang hoạt động em ơi. Có bóng bóng cái hai bộ cái chẳng chút mạnh anh còn ok bỏ lên. Xé giờ nó chết luôn nè em, 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 sống đi sống đi. Chạy làm ngơ vậy anh bán luôn. Trời ơi, xem chết này mày. Sao rồi Hải, sao rồi? Đang cố gắng nhiều đó. Xí nè, xí nè. Phanh này sao thua được? 2 phút. Anh đam này chắc rồi không thu đam anh em. Khải không thu đam được anh em. Khải đang đam á. Mà sợ chết có bị độc tử nó hay không này chưa biết, chứ còn anh đam là cái chắc rồi. Bao nhiêu năm tháng tôi lặng hồ. Bút trong phái, thời cơ đó đam. Thời cơ đó đam. Chạy làm cái nghe. Thôi. Anh
ta phiêu lắm kết nghĩa tình hận. Qua bao năm tháng trong ngưỡng nàng về cùng ta quyết tâm lập ba, quyết tâm lập ba sớm ngày đó có huynh đệ chứng minh cho lời thề cùng thành thiện căn thành lòng lấy anh Đam này, 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 sống đi, sống đi, sống đi, sống đi, sống đi. Nguyên, nói cho anh em, sao mà thu Đam được? Bực ca cỡ này sao thu Thiếu Lâm đó được anh em? Anh em nhìn nha, đối đội bạn bị đánh trúng 60k, đối phương bị đánh trúng 100k, anh em thấy chưa? Còn hai, còn 15 bình máu, khúc cuối Khải còn 20 bình máu, Khải tăng cho nó phát cuối cho nó hết máu luôn anh em. Vừa quá vậy. Win Thiếu Lâm win bình thường thôi. Anh em thấy chưa? Thua Thiên Quân Vàng. Thiếu Lâm quyền nè, nói chung là quyền mà nó đánh Hằng Long chứ nó không có đánh độc ma. Đánh độc ma thì còn sợ, đánh Hằng Long không sợ nè mày. Đánh Hằng Long nó xấy cái đầu chết mình được đâu. Đánh độc ma á mới sợ, bất ngờ lâu lâu lù xuống cái là mình chết thì mình mới sợ độc ma thôi. Ừ. Rồi đi hoạt động. Nói chung là đánh với Thiếu Lâm á thì cứ vậy mà làm thôi. Đâu như đâu mà sợ anh em. Nhiều anh em thì cứ gặp Thiếu Lâm anh em rung anh em thua, chứ còn Khải là Khải Quỳnh Thiếu Lâm anh em mấy biết mấy trận anh em thấy rồi. Ok.